Thử làm ngay trứng ấp kiểu Nhật theo công thức nhà em Thơm xem có ngon hơn nhà hàng không nhá. Mỗi lần đi ăn nhà hàng Nhật, một trong những món mà team em Thơm rất mê chính là món trứng ấp kiểu này đây. Nhưng mà ăn ở nhà hàng thì xót ví lắm, nên bếp nhà em đã mày mò được công thức trứng ấp kiểu Nhật rất đơn giản để ai cũng có thể làm tận nhà. Mọi người cùng thử ngay nhé. Để món ăn núng lính, tan tan trong miệng, lan tỏa vị bùi ngậy, thơm ngọt tự nhiên, mình không chỉ hấp trứng không mà cần phải chuẩn bị nước dashi để mix cùng nữa. Trong công thức này mình lấy nước dashi rất đơn giản bằng cách ngâm cá ngừ bào trong nước sôi, lọc chắt lấy phần nước đã ngâm là được. Với phần nhân của trứng hấp, có nhiều sự lựa chọn lắm, nhân thịt, nhân tôm rất ngon mà có khi chỉ cần một vài cái nấm hương, rau củ đơn giản cũng vẫn được, thơm ngọt, thanh thanh, ăn rất là dễ chịu. Món Nhật thì ngoài hương vị, phần trang trí cũng rất được chú trọng. Mình làm tại nhà thưởng thức thì không cần chuẩn bị gì nhiều, nhưng mà có thêm chút hành lá xinh xanh, bông hoa cà rốt được tỉa khéo léo, nhỏ xinh, đặt lên trên món ăn nhìn cũng ngon mắt, hấp dẫn hơn nên mình chịu khó tí nhé. Rồi bây giờ đi chuẩn bị trứng để hấp nhé. Trứng gà đánh cho tan, lọc qua rây, cho vào phần nước ngâm cá đã thu được. Bước rây này sẽ giúp cho thành phẩm trứng hấp của mình được mịn mượt không tì vết. Sau đấy mình khuấy cho hỗn hợp đồng nhất, nêm thêm xíu gia vị để trứng hấp được đậm đà tròn vị. Hòa tan hết tất cả rồi rót vào từng khuôn nhỏ. Thêm phần nhân nấm hương đã ngâm nở, thêm một chút hành lá xanh xanh, mang đi hấp thôi nào. Chuẩn bị sừng hấp rồi xếp tất cả các chén trứng vào, hấp lửa nhỏ từ 15 đến 20 phút. Sau đó tắt bếp để nguyên trong 5 phút là trứng đã chín hoàn toàn rồi đấy. Mình bắt trứng ra, trang trí thêm xíu rau củ đã chuẩn bị, thưởng thức ngay khi trứng còn nóng để không bị tanh nha. Miếng trứng hấp mềm mại, nhẹ nhàng, vị ngon thanh thanh, tan trong miệng tuyệt vời lắm luôn ạ. Cùng thử ngay trứng hấp kiểu Nhật theo công thức nhà em Thơm để xem có ngon hơn nhà hàng không nhé. Thả tim, like, share video và comment món mình muốn học để em ra có video hướng dẫn cho mình nhé. Bye bye!